Chiều qua ngày 9 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Sơn đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19, kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn quận. Mặt trận quận Hoàng Sơn đã kêu gọi các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn quận Hoàng Sơn bằng tấm lòng nhân ái của mình hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động quan trọng này, để góp phần cùng nhân dân cả nước chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các mạnh thường quân đã đóng góp hỗ trợ được 375.669.000 đồng. Đợt phát động sẽ tiếp tục từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021. Kêu gọi sự ủng hộ, chia sẻ, đóng góp mỗi người 1.000 lương để ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19.